Quỹ dự trữ Liên bang Hoa Kỳ cắt giảm nhưng không thắt chặt. Quỹ dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đã công bố quyết định cắt giảm dần hỗ trợ tiền tệ cho nền kinh tế Hoa Kỳ, nhưng cam kết sẽ giữ lãi suất thấp lâu hơn. Điều này đã làm cho các thị trường gia tăng mạnh. Fed sẽ giảm chương trình mua trái phiếu xuống còn 75 tỷ Mỹ kim mỗi tháng, từ mức 85 tỷ Mỹ kim. Trong cuộc họp báo cuối cùng, trong cương vị là Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang, ông Ben Bernanke đã khẳng định đây là một cắt giảm, chứ không phải là một thắt chặt, và mức lãi suất thấp sẽ được giữ cho đến khi tỷ lệ thất nghiệp xuống dưới mức 6.5%. Chương trình kích thích kinh tế của Fed là một chính sách chưa từng có trong lịch sử và theo định nghĩa là không bền vững. Nhưng kích thước và thời điểm đã tạo bất ngờ cho nhiều người và chắc chắn đã được tính toán cẩn thận. Hơn nữa, Fed tiếp tục giữ quyền thay đổi chiều hướng nếu các dữ liệu kinh tế cho thấy sự cần thiết. Trong thời gian qua, cứ khoảng mỗi 3 tháng, Fed đã thay đổi các mục tiêu kinh tế của mình. Để tiếp tục giữ lãi suất thấp, Fed đã thay đổi mục tiêu tỷ lệ thất nghiệp xuống dưới mức 6.5% thay vì 7% như đã đưa ra trước đây. Và các phân tích gia tuyên đoán, khi đã sẵn sàng để gia tăng lãi suất, Fed cũng có thể thay đổi mục tiêu tỷ lệ thất nghiệp theo hướng ngược lại. Ông Bernanke cũng đã cho biết là người kế nhiệm của ông, bà Janet Yellen, hoàn toàn ủng hộ quyết định cắt giảm dần của Fed.